Vâng, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cách đồng bộ điện thoại iPhone với một chiếc camera hành trình Webvision A28 và cách cập nhật firmware ngay tại trên một chiếc điện thoại iPhone luôn mà các bác không cần phải can thiệp gì vào máy, như là tháo thẻ nhớ hay là phải tháo máy ra cả. Thì điều đầu tiên, các bác lắp cho em một chiếc thẻ nhớ vào chiếc camera hành trình Webvision A28 này. Tiếp theo, ở trên điện thoại của các bác vào phần App Store và tải cho em một cái phần mềm, đó là phần mềm Webvision A như này và logo. Đây chính là phần mềm ứng dụng của Webvision A28 trên chiếc điện thoại iPhone các bác nha. Sau khi các bác tải xong thì các bác bấm vào phần nút ở giữa bên tay phải chiếc cam như này. Nó sẽ hiện ra một cái bảng cài đặt như này các bác nha. Các bác bấm vào nút giữa một lần nữa này. Chọn bật cho em ở chế độ Wi-Fi. Và khi các bác bật cái ứng dụng Wi-Fi lên thì nó sẽ hiện ra một cái bảng là bảng chế độ Wi-Fi. Nó sẽ bao gồm là ID cũng như là password. Ở đây thì tên Wi-Fi chính là Webvision và password chính là từ 1 cho đến 8. Tiếp theo, các bác vào phần Wi-Fi của và phần cài đặt của chiếc iPhone và tìm cho em tên ứng dụng Wi-Fi Webvision này. Đây là chính là Wi-Fi của chiếc cam phát ra các bác nhá. Đó, em đã kết nối này. Khi các bác kết nối thành công ấy thì cái phần biểu tượng Wi-Fi ở trên chiếc cam nó sẽ có màu xanh như này các bác nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần mềm. Đây chính là phần mềm Webvision A này với logo Webvision. Đó. Thì các bác ở đây nó sẽ có phần là video trực tiếp này, video thiết bị, video cục bộ đang cập nhật và cài đặt. Thì video trực tiếp ở đây nó chính là cái xem ở trên điện thoại các bác như này, xem trực tiếp luôn. Và khi các bác ngồi gần xe hoặc là ngồi trong xe. Video thiết bị ở đây nó chính là những cái file ở trong phần thẻ nhớ của các bác nhá. Các bác bấm vào đây thì toàn bộ những cái file trong thẻ nhớ của các bác nó sẽ nằm đây này. Đây chính là toàn bộ những file trong thẻ nhớ của các bác. Đó. Các bác bấm vào mục tải về ở đây thì nó sẽ nằm trong cái phần video cục bộ này. Đó. Và tiếp theo, em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cái cách cập nhật firmware ngay tại trên chiếc điện thoại này luôn. Các bác bấm vào chữ đang cập nhật này giúp em. Cái thì các bác ở phía cuối điện thoại này có một chữ là tải lên firmware, các bác bấm đây. Đó, các bác thì đợi cho nó chạy hết 100% này. Thì chiếc cam nó sẽ tự động khởi động lại. Và em không hoàn toàn không động gì đến chiếc cam nha các bác nhá. Đây, cơ sở dữ liệu đang cập nhật mà nó sẽ chạy hết 100%. Đó, nó sẽ báo khởi động này, cập nhật hoàn thành này. Và chiếc cam nó sẽ tự động, hoàn toàn tự động hết các bác nhá. Mình chỉ cần thao tác ở trên chiếc điện thoại này thôi. Đó, đây này, tải lên thành công. GPS đã kết nối. Đó, như thế này là các bác đã cập nhật firmware cho chiếc camera Webvision A8 thành công. Và vừa xong thì em đã hướng dẫn tất cả các bác cái cách đồng bộ một chiếc điện thoại iPhone với chiếc camera hành trình Webvision A8 và cái cách cập nhật firmware ngay tại trên một chiếc điện thoại iPhone của các bác luôn. Và chúc tất cả các bác thành công. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những cái clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.